الدين الإسلامي يأمر بأن أن المسلم إذا أتى إلى بلدة مثل هذه البلدة أن يحافظ على النظام، لا يخالف النظام. نعم. Thì tôn giáo Islam là tôn giáo luôn khuyến khích con người và hướng con người đến với việc tuân thủ những nguyên tắc, tuân thủ những quy luật pháp ở đất nước sở tại, bất kể người đó ở đất nước Islam hay là một đất nước không phải là đất của tôn giáo Islam. الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأصل أن نسمع ونطيع. Việc tuân phục đó chính là tuân phục vào những đường lối đúng đắn và những điều hướng con người đến với lý lẽ chứ không phải là vào những đường lối sai trái và vi phạm pháp luật. لا يمكن الخروج على النظام بمثلا بالتفجير بالسب نعم بالمظاهرات. Thì chúng ta không được phép nói chung là làm những điều hay là nói những điều vượt ra khỏi các ranh giới của pháp luật đó như những việc phỉ báng hay là những việc bôi nhọ, đúng không? لابد نسعى للإصلاح لإصلاح المجتمع. Và bắt buộc chúng ta phải luôn hướng bản thân chúng ta cũng có người khác tới việc đi đến việc gọi là đoàn kết tương trợ lẫn nhau. إصلاح هذا المجتمع لا يكون إلا كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. Và cái việc mà đoàn kết và tương trợ lẫn nhau thì nó không bao giờ được hoàn thành cũng như không bao giờ được thành công ngoại trừ chúng ta đi theo con đường của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.